Sáng nay, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau tổ chức trao quà cho học sinh nghèo hiếu học ở xã Khánh Bình Đông, huyện Trần Văn Thời nhân dịp đầu năm học mới. 50 học sinh nghèo hoàn cảnh khó khăn hiếu học được trao tặng phần quà trị giá 500.000 đồng mỗi em. Nguồn kinh phí này do đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau vận động công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Trúc Anh tài trợ. Phần quà tuy không lớn nhưng góp phần động viên giúp các em vượt qua khó khăn, vươn lên trong học tập. Từ đầu năm đến nay, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau vận động được nhiều tổ chức cá nhân hỗ trợ các chương trình từ thiện nhân đạo như mổ mắt đục thủy tinh thể cho người nghèo, tặng quà cho người nghèo, bệnh nhân phong, xây dựng nhà tình thương, trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học với tổng số tiền vận động hơn 1 tỷ đồng.